Quý vị và các bạn thân mến, trong những chương trình trước, quý vị và các bạn đã nghe cùng bạn đọc sách đọc những câu chuyện tản văn trong tập truyện ký Chuyện Làng Tôi của tác giả Cao Văn Hà. Hôm nay, cùng bạn đọc sách xin giới thiệu bài viết Ở trong làng mà tôi vẫn nhớ nhung về làng của Cao Hường, giáo viên trường tiểu học Đông Tiến, huyện Yên Phong, tỉnh Bắc Ninh, cảm nhận về cuốn sách Chuyện Làng Tôi. Tôi luôn muốn tìm về nơi có hương vị quê xưa, ấy là những lúc tôi mệt mỏi hay buồn phiền, cũng có khi ngay cả trong lúc tôi đang vui vẻ hay hạnh phúc. Vị quê xưa ấy luôn khiến tôi dễ chịu, thư thái trong tâm hồn. Tôi như được tựa lòng mình vào nó để mà cảm nhận sự ấm áp và gần gũi, cảm nhận cả những yêu thương của một thời đã xa. Ấy là tiếng lòng tôi được cất lên khi vừa gấp trang cuối cùng của cuốn sách, cảm giác lưu luyến, bâng khuâng. Những kỷ niệm về làng quê, cây đa, bến nước, con đò, những ký ức với tuổi thơ, với chúng bạn, bất chợt dâng trào trong tôi. Chuyện Làng Tôi, cuốn sách có lẽ sẽ khiến nhiều bạn đọc trưởng thành phải thẳng lặng với miền ký ức xa xôi, để rồi thương nhớ những kỷ niệm thuở thiếu thời, và nó khiến những đứa con xa xứ bỗng nghẹn lòng nhớ nhung xa xiết ngôi làng thân thương thuở nào. Tôi mang sách đọc cho học sinh của lớp tôi nghe. Tôi thực sự đã hóa thân vào từng trang để lan tỏa tình yêu con người, yêu gia đình, yêu xóm làng từ những điều hết sức bình dị cho học sinh yêu dấu của mình. Với tôi, tình yêu thương là một thứ có sức mạnh lan tỏa nhanh chóng nhất. Nó có khả năng hàn gắn tất cả những vết thương, có thể vực con người ta đứng dậy khi vấp ngã và bước tiếp. Thế rồi, chúng cứ đòi tôi đọc đi đọc lại. Vì theo như lời các em, thì những điều tưởng như rất gần gũi, nhưng chúng em lại chưa hề được biết, cô ạ. Hầu hết các bạn nhỏ tỏ ra thích thú những khung cảnh làng quê, như con đê, dòng sông, cánh đồng, những phiên chợ Tết, hay như chuyện sơ tán, gánh hàng của mẹ, hơi ấm mùa đông, thời cua cá, nhớ một thời cải tiếu, vân vân. Chúng chỉ có thể nghe qua lời kể của ông bà. Mỗi câu chuyện, mỗi hình ảnh đều chân thật mà sống động, gần gũi thân thương mà gợi biết bao suy nghĩ và cảm xúc. Tôi cảm thấy may mắn được là người con của làng, ngôi làng của chính tác giả. Cầm trên tay cuốn sách, tôi như vừa muốn chiêm nghiệm xem mình biết về làng đến đâu, vừa cảm thấy nhớ nhung ngay cả nơi mà mình đang ở. Vì thế, không thể ngấu nghiến đọc một mạch cho đến hết, mà đọc chậm, như nhấm nháp, như thẩm thấu một cách từ từ. Đây không đơn thuần là cuốn sách về văn chương, mà đúng như tên gọi của nó, Chuyện Làng Tôi. Cuốn sách về nỗi nhớ, về tình yêu, về cái nơi mà có người nói rằng cái đất kỳ lạ, thấy nhớ ngay cả khi đang ở trong nó. Lối viết văn của tác giả vô cùng mộc mạc, giản dị, pha chút dí dỏm mà sâu sắc, đã khơi dậy trong tôi tình yêu cháy bỏng về ngôi làng của mình, cùng những khát khao phấn đấu xây dựng quê hương như những tâm sự của tác giả. Người ta nói văn là người, văn phong được thể hiện trong cuốn sách cũng như con người tác giả vậy. Đó là một con người mà đời sống hết sức khiêm nhường, gần gũi nhưng luôn tiềm tàng một sức mạnh nội sinh to lớn bởi tình yêu cuộc sống, yêu quê hương và khát vọng vươn tới. Có lẽ với tình yêu và khát vọng ấy, ông mới có thể viết Chuyện Làng Tôi cho lớp trẻ chúng tôi được tự hào nối tiếp những khát vọng trăm năm của làng như vậy. Tháng 6 năm 2022. Cùng bạn đọc sách cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý lắng nghe.